Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Ngọc Trinh tuyên bố hoãn kết hôn, dẫy lên tin đồn âm thầm chia tay bạn trai trong bí mật. Cụ thể, trong một livestream gần đây với bạn gái nam diễn viên Chi Bảo, Ngọc Trinh đã vô tình tiết lộ về kế hoạch kết hôn của mình. Khi được fan hâm mộ hỏi khi nào lên xe hoa, Ngọc Trinh hào hứng cho biết khả năng sang năm bạn thân cô Lý Thùy Trang, bạn gái diễn viên Chi Bảo sẽ kết hôn. Nhưng về phần mình, nữ hoàng nội y trả lời ậm ừ và tuyên bố một câu chưa phải lúc này. Câu trả lời của Ngọc Trinh khiến nhiều fan nghi vấn, rạn nứt với bạn trai bí mật. Vì trước đó, người đẹp gốc Trà Vinh liên tục thả thính về việc kết hôn trong thời gian tới và sinh con. Thậm chí, khi xây nhà, người đẹp còn tiết lộ việc chuẩn bị phòng cho hai con, một trai và một gái của mình. Chị muốn có một bé trai và một bé gái, chị rất muốn sinh đôi, nhưng cũng phải tìm một anh nào đó phù hợp phong thủy để cho ra cặp đôi đó. Thực sự, chị rất muốn có, càng sớm càng tốt. Một người đẹp như chị mà không sinh một đứa con gái, để lại giống thì cũng hơi uổng, Ngọc Trinh từng bộc bạch. Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến cho rằng mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và bạn trai thực chất không có vấn đề gì xảy ra. Có thể do công việc bận rộn và nhiều dự định trong tương lai, người đẹp đã hoãn kế hoạch kết hôn của mình lại. Cách đây vài ngày, Ngọc Trinh còn thể hiện sự nhung nhớ bạn trai trên mạng xã hội, thậm chí cô còn để lộ vết cắn yêu của bạn trai. So I'm home, yeah.